Là game thủ, chúng ta luôn tuân thủ, hãy ở nhà, diệt Covid. Trong đấu chơi chân lý, người chơi đôi khi cũng cần giải trí sau những giờ try hard leo rank mệt mỏi. Do đó, có khá nhiều đội hình cực vui được game thủ khai phá trong thời gian vừa qua và đang trở thành hot trend hiện nay. Những kỳ thủ có thể dùng những đội hình sáng tạo này, vừa hay chúng cũng giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về thiên hà luôn. Và đồng thời, đừng khinh thường sức mạnh của chúng nhé, bởi nếu bạn build đúng thì khả năng lọt top cũng cực kỳ cao. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với top 4 đội hình siêu sáng tạo, cực vui, bạn nên thử ngay và luôn trong đấu trường chân lý MOBA. Đội hình Garen Bluetooth. Trong meta những ngày gần đây, chắc hẳn đội hình Master Yi Bluetooth không còn gì xa lạ nữa. Đội hình Garen này chính là một trong những biến thể của đội hình đấy. Về cơ bản, Garen được kết hợp từ phi công, thường bị ném cho những món đồ thủ, trâu bò, chứ không có trang bị sát thương cao. Điều đấy làm cho nhiều người nghĩ sát thương tay của Garen là không đáng kể. Tuy nhiên, khi có những trang bị tốc đánh, kích hoạt kiếm khách, cộng thêm khả năng đánh lan, thì Garen sẽ trở thành kiếm khách số 1 đấu chơi chân lý. Vì bản thân Garen đã có tương đối nhiều máu, vậy nên ném cho tướng này 3 đồ tấn công là tốt nhất. Quan trọng nhất chính là gươm vô danh để kích hoạt kiếm khách. Ở tuyến trên, Shen sẽ là tướng chống chịu chính cho team với khả năng chặn đòn đánh thường cùng 3 trang bị thủ của mình. Fiora tùy lúc cũng có thể chặn được lượng sát thương khổng lồ. Những tướng khác cơ bản chỉ là kích hoạt kiếm khách cho Garen mà thôi. Late game có thể đưa thêm Echo vào kích hoạt siêu công nghệ và mật thám, tăng tốc đánh cho Fizz. Nhìn một tên robot khổng lồ như Garen chém ra hàng loạt tia laser vào đội hình đối thủ cũng cực kỳ ngoạn nhãn đấy. Đội hình Darius vua bóng rổ. Lý do đằng sau cái tên vua bóng rổ là Darius sẽ úp rổ hay bổ liên tục mà không ngừng nghỉ một chút nào. Thậm chí nhiều khi chân của hắn còn chẳng kịp chạm đất nữa cơ. Để Darius được bổ liên tục thì cần chính xác 3 quyền trượng thiên thần cộng với Darius 3 sao thì tên không tặc này sẽ chặt cả thế giới luôn. Vì không có trang bị phòng thủ hay tấn công nên Darius nâng lên 3 sao càng sớm càng tốt. Đồng thời những thứ giúp Darius sống sót lâu hơn sẽ là khả năng hút máu từ 4 vũ trụ, kháng phép từ 2 bí ẩn và lá chắn từ Karma. Gián tướng còn lại cũng có khả năng câu giờ cực tốt cho Darius bổ, bao gồm Bracan, Xin Zhao hất tung, Kassadin giải giới, Ash làm choáng. Sau cùng là Sona giúp giải khống chế nếu Darius có bổ phải vuốt bẫy. Dù nói là đội hình giải trí chơi vui là chính, tuy nhiên nếu chơi nghiêm túc thì các bạn cũng có thể ném thêm một không tặc vào để kiếm tiền, nâng lên cấp 9 để kích hoạt 4 không tặc lấy trang bị đè đối thủ nhé.
đội hình siêu kéo MetLife. Đội hình lôi kéo đối thủ ở tận chân trời góc bể nhờ những thánh kéo, tướng tủ của MetLife. Với đội hình siêu kéo này thì dù đối thủ có cố gắng giấu chủ lực của team ở đâu thì cũng bị kéo đầu và đấm cho không thương tiếc mà thôi. Đây là một trong những biến tấu khá vui của đội hình đấu sĩ, pháo thủ. Trong đội hình này, team bạn sẽ dùng Blitzcrank và Thresh làm tướng gây khó chịu cho đối phương. Blitz thì sẽ kéo cực nhiều đối thủ về, còn Thresh sẽ kéo thêm những con bài khống chế cứng như Lux, Ngộ Không, Cho'Gath, Blitzcrank hay Vi từ hàng chờ lên. Nếu carry đối thủ không có trang bị thủ như vuốt bẫy hay là áo choàng thủy ngân thì việc đứng im một chỗ gây sát thương là điều không tưởng. Ngoài ra, team bạn vẫn có nguồn sát thương cực lớn tới từ Miss Fortune và Jinx sau khi hạ gục những mục tiêu bị Blitz kéo về. Gian tướng đấu sĩ phía trước vẫn nắm vai trò chống chịu như mọi khi. Tuy nhiên, đội hình này sinh ra để giải trí, giết thời gian. Nên mà nếu muốn mạnh hơn thì các bạn nên đổi về 4 đấu sĩ, 4 pháo thủ thường thấy. Đội hình rồng thần bất tử. Một trong những đội hình đang cực kỳ được ưa chuộng trong meta hiện tại và không chỉ chơi cho vui mà nó còn giúp bạn auto win nữa. Đúng như tên gọi thì đây là đội hình all in tất cả cho rồng thần vũ trụ Aurelion Soul với 3 món trang bị chân phái bắt buộc phải có là áo giáp hộ vệ, quả cầu thiên tinh và giáp gai. Với 2 món trang bị ghép từ xẻng vàng sẽ biến Aurelion Soul thành rồng hộ vệ vũ trụ và nhận được các buff tộc hệ với khả năng hồi máu và giáp vô tận. Aurelion Soul gần như là sẽ không mất một giọt máu nào mà có thể thoải mái bay lượn khắp bản đồ và nhìn team địch từ từ nằm xuống. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm Karma và Soraka với mốc 4 bí ẩn sẽ tăng thêm khả năng kháng phép cho rồng thần. Giờ đây, Aurelion Soul sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào và gần như là bất tử từ đầu đến cuối trận. Các thành viên còn lại trong đội hình chủ yếu sẽ có vai trò góp mặt cho vui để buff hệ tộc. Còn lại, cứ để Aurelion Soul lo. Điểm quan trọng của đội hình này là bạn cần phải kiếm được kha khá xẻng vàng và chủ lực là một tướng có giá 5 vàng. Thế nên bạn phải lên được cấp 8 càng sớm càng tốt để có thể roll ra rồng 2 sao là tốt nhất. Vậy bạn nghĩ sao những đội hình siêu sáng tạo này? Bạn còn đội hình nào dị và vui hơn nữa không? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!